Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một cuộc thi chia sẻ 1 triệu đô la nha các bạn. Đến từ Viral các bạn, 1 triệu đô la tóc căng APN. Thì cuộc thi này các bạn cần phải có ghép để chiến thắng nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở link từ Twitter, sau đó bạn mở link dự án nó ra nè các bạn. Kệ các bạn làm để bạn biết đâu may mắn sao các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên follow từ Twitter nè. Sau đó follow dự án đó nè. Nhấn vào follow nè. Trên từ Twitter nè, bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bắt đập lên. Bấm vào continue. Sau đó follow từ Twitter nữa cái nữa nè. Tweet chứ. Các bạn đang test nha các bạn. Các bạn cứ làm đi các bạn. Đi đâu mình may mắn sao các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn tweet cái nữa nè. Đăng test cái nữa. Sau đó dễ gì mà cạnh tranh lại những cái người nước ngoài các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục này là bạn đang liên ghép chia sẻ trong bè những người thân nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào join vào Discord. Ghép ly. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nè các bạn. Thấy giải thưởng của dự án này khá là cao luôn, mình mới làm mấy bạn chứ mình ít có làm ví dụ mà tiện ghép tiên bổng luôn. Ở đây các bạn chấp nhận là mời, các bạn bấm hoàn thành nha các bạn để chấp nhận điều khoản của nó các bạn. Bấm gỡ nè. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào mục nãy để mình qua bên game các bạn. Các bạn cần verify nha các bạn. Rồi đúng rồi, rồi các bạn xác nhận câu các bạn. Các bạn bấm vào verify nha các bạn. Phan, các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Các bạn ghi chữ verify nha các bạn. Verify. Gửi cho bot nè. Sao không được ta. Rồi sau đó thì các bạn mới đáp lại đi các bạn. Chạy về game show nè bạn, rồi bạn bấm continue nha các bạn. Sau đó thì các bạn bấm vào Refty nè. Submit tăng 6 người bạn thì các bạn mở cái link tại Twitter hồi nãy ra nha các bạn. Cái link tại Twitter này nè các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tweet, các bạn tăng 6 người bạn vào nha các bạn. Các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn mở Twitter của các bạn ra lại nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè, các bạn sao chép liên kết gỡ vào cái game show này nè. Rồi mau bấm continue nha các bạn. Rồi đây là link ghép của tất cả các bạn, vậy là xong nha các bạn. Các bạn chỉ link ghép mình chia sẻ trong bè những thằng để kiếm thêm để tăng cơ hội chiến thắng mình nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.